Xin chào tất cả các bác nhé. Em giới thiệu các bác chiếc máy rửa bát Panasonic TR7, một con model trong cái chùm cuối của Panasonic, một con đẹp xuất sắc thầy con này, vỏ nguyên bản các bác nhé, vỏ nguyên bản trắng tinh cực đẹp này, mã số 32, một con máy rất là hiếm đấy, này, đẹp xuất sắc luôn, tất cả đầu hồi các thứ nhìn rất là đẹp nhé, mặt nhựa nguyên bản trắng tinh, BK đẹp, bảng điều khiển đẹp, không có gì để chê cả, quá xuất sắc luôn con máy này. Đẹp luôn các bạn. Đời 2014 các bác nhé. Series máy này 0110 chuẩn luôn, tem mát sạch sẽ đầy đủ, nội ngoại thất sạch đẹp. Bác nào đang có nhu cầu chốt luôn con này nhé, không cần phải bàn nhiều đâu, cực đẹp luôn này. Đấy. Nội thất rất là sạch, nước nóng bọc 80 độ C nhé. Nội thất sạch, quá ngon luôn. Được nó bọc giòn chỉ đẹp, sạch sẽ nha. TR7, một con mẫu mã đẹp, sạch. Giá bán là 3,9 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.